Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một mẫu công trình nhà vườn mái Nhật một tầng được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, được chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình của nhà anh chính có địa chỉ tại Ninh Bình. Và trước khi mà đi vào chi tiết về công trình này, xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu đôi nét về Mark Home. Quý vị thân mến, Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Hiện tại thì quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home và trên kênh này của chúng tôi sẽ đăng tải rất là nhiều những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế cũng như là những mẫu công trình này thiết kế và thi công trọn gói để quý vị có thể tham khảo. Và ngoài ra thì quý vị nếu muốn tìm hiểu thêm về Mark Home thì quý vị có thể truy cập vào trang web với tên miền là thiết kế thi công trọn gói.com. Ở trên trang này của chúng tôi thì sẽ đăng tải rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi hấp dẫn được cập nhật thường xuyên. Và trên trang website của chúng tôi thì còn có up lên tất cả những mẫu nhà đẹp do Mark Home thiết kế này. Ngoài ra thì đây cũng có thêm rất là nhiều những cái công trình đẹp, những công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi. Đây để quý vị có thể là trực tiếp ngắm nhìn và trải nghiệm. Và đây chúng tôi cũng có đăng tải này, tất cả những giá thành này rất là công khai và minh bạch được cập nhật thường xuyên để quý vị có thể là dự toán được những cái kinh phí mà mình cần đầu tư cho công trình. Trên trang này của chúng tôi thì còn có một chuyên mục về nội thất nữa. Mark Home của chúng tôi thì cũng thiết kế và thi công trọn gói về nội thất này, có một xưởng sản xuất nội thất riêng để đảm bảo mang tới cho quý vị khách hàng một cái mức giá chiết khấu ưu đãi nhất. Ở dưới này thì sẽ là toàn bộ này những cái hệ thống trụ sở showroom của chúng tôi. Và công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home thì chúng tôi quý vị có thể là gọi điện này thông qua số hotline là 0964458888 hoặc là 0828133333. Và ở đây tất cả hệ thống chi nhánh này từ miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home 180 Vạn Phúc, Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Ở miền Nam là tòa nhà Mark Home Building 162, 164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình. Ở Tây Nguyên là số 34 quốc lộ 14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Tại Bình Dương thì sẽ là 578H/8 tổ 6, ấp Phú Nhuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Còn hiện tại chúng tôi cũng đang triển khai thêm một số những trụ sở của Mark Home tại miền Tây nữa. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ còn có thêm một trang web khác với tên miền là markhomegroup.vn. Ở trên trang này là chúng tôi đang tải cũng khá là nhiều những cái chương trình của chúng tôi đang diễn ra trong thời gian này. Đây, thiết kế thi công trọn gói này và tư vấn về phong thủy, sản xuất phân phối vật liệu xây dựng. Ở trên trang này của chúng tôi thì đây có phân phối rất là nhiều này những cái vật liệu độc quyền của Mark Home. Và hiện tại thì Mark Home của chúng tôi đang tung ra thị trường rất là nhiều những cái dòng vật liệu độc quyền này, như là sơn Mark Home này, bột bả chống thấm này, rồi là các công nghệ như là sàn gỗ này, sàn hợp không dầm. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang là một trong những đơn vị duy nhất tự chủ động sản xuất nguyên vật tư vật liệu và nhập các vật liệu mang thương hiệu Mark Home. Điều này thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về cái nguyên vật tư vật liệu chính hãng. Tiếp theo là giá thành cạnh tranh và thứ ba là chính là thời gian bảo hành bảo trì dài hạn. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang có chi nhánh rộng khắp cả nước, hệ sinh thái trọn gói ngành xây dựng này, tiêu chuẩn chất lượng vào châu Âu. Và ngoài ra thì Mark Home của chúng tôi còn có triển khai về gói phong thủy, tư vấn thiết kế theo phong thủy này, như là tư vấn về phong thủy chuyên sâu này, phong thủy theo tuổi này, dịch vụ phong thủy hay là thước lỗ ban. Và bên tôi thì có rất là nhiều những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng này, có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà xây dựng thiết kế nhà ở để đảm bảo cho quý vị khách hàng không những có một công trình đầy đủ về công năng sử dụng mà vẫn phải đảm bảo về mặt phong thủy. Trên trang này của chúng tôi thì cũng có đăng tải cũng khá là nhiều những cái mẫu nhà, mẫu công trình mà chúng tôi đã thiết kế trong thời gian vừa qua với những mức chi phí rất là phù hợp. Đây là thiết kế nhà vườn này, khu vực nhà cấp 4 này, nhà hiện đại, nhà ống đẹp hay là cả thiết kế biệt thự. Và ngoài ra thì ở dưới thì cũng có một số những cái công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi đã cũng có đăng tải này, tất cả này những cái giá thành này minh bạch cho từng cái ngôi nhà một để quý vị có thể tham khảo nhé. Đây là gói thi công nội thất với xưởng sản xuất giá tận gốc. Đây là những cái đánh giá khách hàng về Mark Home thời gian vừa qua. Và nếu như quý vị nào mà đang có ý định chuẩn bị xây dựng nhà thì có thể là vào trong web của Mark Home chúng tôi tới xuống mục kinh nghiệm làm nhà để tham khảo một số những kinh nghiệm để chuẩn bị cho công cuộc làm nhà sắp tới. Ngoài hệ thống kênh YouTube này cũng như là các trang website thì chúng tôi sẽ còn có thêm một cái trang fanpage trên Facebook. Ở đây thì sẽ có tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở trên trang này của chúng tôi thì cũng đăng tải cũng khá là nhiều những cái chương trình ưu đãi khuyến mại. Và nhân dịp 2024 thì chúng tôi đang có rất là nhiều những cái chương trình với quà tặng trị giá rất là hấp dẫn, sale off khoảng tầm 40% cho 200 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng thiết kế. Thời gian thì sẽ là từ ngày 23 tháng 11 2023 đến ngày 23 tháng 2 2024.
khi mà khách hàng mà đăng ký hợp đồng cùng thiết kế của Mac Home thì sẽ có cơ hội nhận được những quà tặng sau, như là tặng một gương LED Mac Home cao cấp này, tặng một bộ lịch Tết này, tặng 10 bộ đèn downlight thương hiệu Mac Home, hay là giảm 40% khi mua thiết bị vệ sinh thương hiệu Mac Home. Và đây quý vị có thể thấy ạ, chúng tôi có đăng tải này cập nhật rất là thường xuyên nhé. Hàng ngày, hàng giờ luôn luôn có những bài viết mới để cho quý vị có thể tham khảo. Và đó là toàn bộ thông tin về Mac Home. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, hãy vui lòng liên hệ tại các số hotline 096445888 hoặc 092409999 hay 08281333333. Quý vị thân mến, và quay trở lại với công trình của gia đình nhà anh Chính ngày hôm nay. Đây là một mẫu công trình được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Phong cách tân cổ điển thì cũng không quá là xa lạ đối với lại nước ta rồi. Phong cách này thì được xuất phát từ châu Âu, sau đó thì được du nhập vào nước ta trong một thời gian gần đây, được rất là nhiều chủ đầu tư yêu thích và lựa chọn, đặc biệt là những chủ đầu tư có tiềm lực về kinh tế. Loại phong cách tân cổ điển thì đây sẽ là một cái sự kết hợp pha trộn hài hòa giữa phong cách cổ điển và phong cách hiện đại, từ đó thì sẽ tạo nên điểm nhấn cho công trình. Và quý vị có thể thấy là cái đặc điểm nhận dạng của phong cách tân cổ điển này, đó chính là trên tất cả các diện tường này, hệ cột này đều có những cái đường phào chỉ hay là họa tiết hoa văn này tinh tế và nhẹ nhàng. Như công trình này cũng thế ạ, trên tất cả các hệ cột này đều có những cái đường kẻ chỉ âm. Đấy. Kết hợp cùng với trên hệ thống cửa sổ thì có thêm một số họa tiết hoa văn được nhấn nhá, nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi, chứ nó không có quá là rườm rà, giống như phong cách cổ điển nha quý vị. Màu sắc thì cũng là một trong những yếu tố mà góp phần tạo nên vẻ đẹp cho công trình. Và như toàn bộ tổng thể căn nhà này thì sẽ chủ đạo là gam màu trắng. Màu trắng là một cái gam màu tinh khôi, không bao giờ bị lỗi mốt theo thời gian, được rất nhiều người yêu thích và lựa chọn. Bên cạnh đó thì màu trắng thì nó sẽ còn làm nổi bật lên tất cả này những cái đường họa tiết hoa văn phào chỉ có trong căn nhà. Và ngoài màu trắng ra thì chúng ta sẽ nhấn nhá một chút ở trên cái vòm vòm sảnh đấy ạ, thì sẽ được ốp bằng cái chất liệu đó chính là gạch vân mây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào sâu nhé để khám phá chi tiết công trình. Công trình của chúng ta thì được sử dụng hệ thống bậc ngũ cấp đi lên này, bao gồm 5 bậc, làm cho công trình trở nên cao ráo hơn và bề thế hơn. Và sau này nếu như cái phần đường phía ngoài có tôn cao lên thì cũng sẽ không làm cho công trình của chúng ta trở nên quá thấp hơn so với mặt đường. Và toàn bộ cái phần hệ thống chân tường của chúng ta thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu là đá trẻ để bảo vệ cho phần này khỏi hiện trạng như là rêu mốc hay nứt vỡ. Hệ thống cột trụ của công trình này vô cùng vững chãi và bề thế này, tạo được một cái sự khỏe khoắn rất là vuông vắn. Và bên trên vòm mái sảnh này có được thiết kế bo cong để tạo nên một cái đường nét mềm mại. Và khu vực sảnh của chúng ta thì sẽ có trang trí thêm cái hệ thống đèn chùm để làm nổi bật lên phong cách tân cổ điển cho toàn bộ căn nhà. Cửa chính của công trình ở đây thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu đó chính là cửa thép vân gỗ. Trong quá trình mà chúng tôi thiết kế thì gia chủ cũng có rất là băn khoăn, nói rằng là không biết là chúng ta nên sử dụng cái loại vật liệu nào để cho cái loại cửa của chúng ta này. Thứ nhất là vừa phải bền này, thứ hai là chắc chắn này, cái thứ ba là chính là cái giá thành của nó thì lại phải hợp lý nữa. Chính vì thế mà chúng tôi đã lựa chọn cho gia chủ là cái loại cửa thép giả vân gỗ như thế này. Đầu tiên thì quý vị có thể nhìn thấy ngay từ phía bên ngoài thôi thì nó sẽ không có khác gì so với loại gỗ tự nhiên cả. Những cái đường giả vân gỗ vô cùng đẹp. Đây là một cái điều thay thế gỗ tự nhiên rất là tốt. Cái thứ hai là cái thao tác khi mà chúng ta mở ra đóng vào nó lại vô cùng nhẹ nhàng, không bị bí. Và cái thứ ba nữa đó chính là cái giá thành của nó thì lại vô cùng rẻ và hợp lý rồi. Chúng ta sẽ không phải lo lắng cái tình trạng như là mối mọt cong quanh là co ngót. Vậy nên là nếu mà sau này quý vị nào mà có nhu cầu làm nhà chẳng hạn thì có thể là tham khảo đúng cái loại cửa thép vân gỗ này nha quý vị. Còn toàn bộ hệ thống cửa sổ công trình này thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu đó chính là cửa khung nhôm và kính cường lực. Nói về cửa khung nhôm và kính thì chúng ta cần phải lưu ý ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó chính là cái phần khung nhôm bảo vệ ở phía bên ngoài có rất là nhiều chất liệu và độ dày khác nhau. Ví dụ như nhôm sinh pha, nhôm Việt Pháp, nhôm PMA, nhôm hệ 45, hệ 55. Cái thứ hai đó chính là phần kính, bao gồm là kính cường lực này, kính hai lớp hay là kính phản quang. Và cái thứ ba đó chính là cái phần phụ kiện, bao gồm là hệ thống tay nắm cửa này, bản lề hay là keo liên kết. Và tùy vào từng tầm tài chính của mỗi gia đình thôi mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái nguyên vật liệu khác nhau để đảm bảo được cái phần kết cấu cho hệ thống cửa. Tiếp theo thì đây chính là cái hệ thống cổng và tường bao của công trình. Đây cũng là một trong những yếu tố mà góp phần tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hệ thống cổng thì cũng được thiết kế tương đồng với lại cái phần phía bên trong của ngôi nhà.
hệ thống cánh cổng sử dụng chất liệu đó chính là sắt hộp xương tĩnh điện. Còn toàn bộ cái phần mái phía bên trên cổng ấy, thì cũng được sử dụng màu mái ngói giống với màu phía trong của ngôi nhà. Đây là cái phần mặt B này, ta có thể thấy được rằng là ngôi nhà này không chỉ chú trọng phần mặt trước đâu, mà ngay cả phần mặt B nữa thì cũng đều rất là chăm chút. Từng những cái phần này, phào chỉ ở bên trên hệ thống cửa sổ này, hay là những cái hệ thống đèn downlight dưới mái này, tất cả chúng ta thấy được một cái thiết kế rất là đẹp và chỉnh chu. Còn với góc nhìn bên này, ta thấy được rằng là ngôi nhà của chúng ta thì sẽ có hai lối tiếp cận. Một lối tiếp cận đó chính là khu vực sảnh chính, còn một lối tiếp cận là khu vực sảnh phụ. Sảnh phụ này thì sẽ có phần nhỏ hơn một chút, tuy nhiên rất là hữu dụng và thuận tiện. Thử ví dụ đi, nếu như mà khi mà các bà các mẹ chúng ta trở về ấy, thì có thể là nhanh chóng đi qua cái đường này để vào phía bên trong để chế biến. Còn mà tránh cái hiện trạng là phải đi qua phòng khách khi mà nhà đang có khách nha quý vị. Còn đây là cái góc nhìn theo chiều từ trên xuống, ta thấy được rõ nét nhất là cái hệ thống mái Nhật. Mái Nhật thì hay còn có tên gọi khác đó chính là mái lùn, một loại mái mà được xuất phát từ đất nước mặt trời mọc, đất nước Nhật Bản. Ưu điểm của loại mái này đó chính là cái độ dốc mái rất là nhẹ này, nó khoảng tầm 40 độ thôi. Còn cái phần chân mái thì nó sẽ đua ra theo các hướng khác nhau, giúp chắn nắng che mưa vô cùng tốt. Đặc biệt thì hệ thống mái Nhật thì còn có ưu điểm đó chính là mát mẻ về mùa hè và ấm áp về mùa đông, nên là được rất là nhiều người yêu thích và lựa chọn. Và ở trên phần hệ thống mái của chúng ta ngay phía sau nữa thì cũng có bố trí thêm một cái ô để tiếp nước và thái dương năng. Và đó là toàn bộ cái phần 3D ngoại thất của công trình rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó chính là cái phần bóc mái, hay còn gọi là phần mặt bằng bóc tách mái. Cái phần bóc mái này sẽ cho chúng ta thấy được toàn bộ không gian bên trong của một ngôi nhà theo góc nhìn từ phía bên trên xuống. Và chúng tôi thì đã bố trí đầy đủ này, những cái đồ nội thất này có bên trong cái không gian này, thể hiện trên một cái mặt phẳng nha quý vị. Và nếu như mà sau này quý vị nào mà có nhu cầu muốn làm nội thất chẳng hạn, thì có thể là tham khảo chính cái phần bóc mái này của chúng tôi. Toàn bộ cái phần bóc mái đều được các kiến trúc sư thiết kế hoàn toàn 100% miễn phí và sẽ đi kèm với lại bộ hồ sơ thiết kế nhà. Và ta thấy trong căn nhà này thì từ hệ thống cửa chính bước vào này thì sẽ là một không gian phòng khách. Ở đây thì sẽ có một bộ bàn ghế bằng sofa với chất liệu da, nó sẽ đồng nhất với phong cách tân cổ điển ở phía ngoài. Tiếp theo là phòng bếp, phòng ăn kết hợp với nhau. Ở đây sẽ có một bộ bàn ăn dành cho khoảng tầm 6 người. Hệ thống tủ bếp thiết kế theo đường hình chữ L. Tiếp theo thì sẽ là cái không gian nhà vệ sinh chung cho cả căn nhà. Ở đây thì phía bên ngoài này có để một cái lớp lavabo này. Bên trong thì sẽ là bồn vệ sinh và vài tấm sen. Có một cái vách ngăn kính để ngăn nước bắn ra ngoài khi mà chúng ta sử dụng vài tắm. Và công trình của chúng ta thì sẽ được đây, thiết kế hệ thống phòng thờ ở ngay phía bên tay phải từ cửa chính bước vào. Ban thờ hướng thẳng ở phía mặt tiền giúp đón được nhiều tài lộc và vượng khí. Căn nhà sẽ có hai phòng ngủ, trong đó sẽ có một phòng ngủ thường và một phòng ngủ master có một nhà vệ sinh khép kín phía bên trong. Đây là những góc nhìn khác này khi mà chúng ta thấy được toàn bộ không gian bên trong của ngôi nhà nhé. Tiếp theo thì sẽ cùng nhau đi qua cái phần đó chính là hiện trạng của công trình. Khi mà hôm đó chúng tôi về thì có bay cái máy flycam lên phía trên để lấy toàn bộ cái khuôn viên khu đất. Thì đây chính là cái khu đất xây dựng của công trình nha quý vị. Đây thì sẽ là cái phần trục đường giao thông chính phía trước này, rất là rộng. Còn đây là ngôi nhà cũ của gia chủ. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi và khám phá bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình. Công trình với chủ đầu tư là anh Bùi Văn Chính, địa điểm tại Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình. Công trình này của chúng ta này tọa lạc trên một cái khuôn viên khu đất rộng khoảng tầm 160m2. Và chúng tôi đã thiết kế là đẩy lùi công trình về sau gần như là hết diện tích đất nha quý vị. Còn phía trước thì sẽ để ra một cái khoảng sân rộng để chúng ta có thể là bố trí khu vực cho xe ra vào. Còn đây thì chính là cái phần mặt bằng bát trạch phong thủy, đã thấy được rằng là gia chủ sinh năm 1984. Thì các hướng tốt hợp với gia chủ thì sẽ là hướng Tây, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc. Và khi mà chúng ta biết được những hướng tốt này thì chúng ta sẽ dùng để đặt hướng nhà này, hướng bếp hoặc hướng ban thờ. Còn lại những hướng xấu sẽ dùng để đặt nhà vệ sinh, nhà kho. Ở đây thì chính là cái phần công năng của công trình. Ta thấy được rằng là công trình này chiều ngang mặt trước là 8,4m, còn chiều sâu là 12,5m. Như vậy chúng ta sẽ có tổng diện tích cho cả căn nhà rơi vào khoảng tầm là 120m2. Một cái thông số diện tích nó vừa phải nhưng mà lại rất là đầy đủ công năng nha quý vị. Và từ hệ thống cửa chính này đấy, bước thẳng vào bên trong thì sẽ là một phòng khách diện tích 21,5m2, phòng thờ là 10,5m2, phòng bếp phòng ăn kết hợp với nhau là 19m2, một nhà vệ sinh riêng biệt phía bên trong rộng 3,5m2.
hai phòng ngủ còn lại này thì một phòng ngủ là 13,2 m², phòng ngủ tiếp theo là 13,5 m² và có một nhà vệ sinh khép kín ở phía bên trong rộng 5,1 m². Công trình này của chúng ta này với tổng cái chiều cao tính từ cốt sân lên khu vực đỉnh mái là 7,6 m, trong khi đó thì chiều cao của hệ thống bậc ngũ cấp đi lên bao gồm 5 bậc là 750 mm, chiều cao thông thủy của căn nhà là 4,2 m và chiều cao phần mái thì sẽ là 2,7 m. Đây là mặt đứng bên này, rồi là mặt đứng sau của công trình. Tiếp theo phần mặt đứng thì sẽ là phần mặt cắt. Mặt cắt sẽ cho chúng ta thấy toàn bộ không gian bên trong của một ngôi nhà mà nó cắt qua, bao gồm chiều cao của hệ thống cửa chính, cửa phụ, cửa sổ này, rồi là độ dày của tường dầm sàn này, rồi là cái khu vực nào phải đổ bê tông, khu vực nào phải nâng cốt, khu vực nào hạ cốt để có một công trình vững chắc và bền bỉ với thời gian. Còn đây thì sẽ là những cái chi tiết này, có trong bộ hồ sơ, chi tiết sạch này, rồi là từ những cái chi tiết phào chỉ này, họa tiết hoa văn rất là tinh tế. Còn đây thì sẽ là cái khu vực nhà vệ sinh của công trình. Nhà vệ sinh thì chúng ta cần phải có một cái số lưu ý, bởi vì đây là một cái nơi mà nó sẽ tiếp xúc trực tiếp này với lại cái hơi nước ấy. Do là chúng ta sử dụng nóng lạnh ấy, thì lâu ngày thì cái hơi nước nó sẽ lên trên đọng lại, gây hiện trạng như là mốc này, ố vàng này. Đấy. Thì chính vì thế mà chúng ta có thể lựa chọn những cái loại vật liệu khác nhau để có thể là cho cái phần trần của chúng ta nó thêm được bền bỉ, cũng như là nó mang một cái vẻ thẩm mỹ. Thì nhiều gia đình hay sử dụng là cái loại trần thạch cao chống ẩm này, cũng một gia đình thì sử dụng là cái trần nhựa. Còn ở công trình này của chúng ta thì sẽ sử dụng là đổ bê tông một lớp phía bên dưới nữa. Thì sau khi mà chúng ta đổ một cái lớp bê tông như này thì phía bên trên sẽ tạo ra thành một cái khoảng không này. Ta sẽ tận dụng ngôi chỗ khu vực này thành một cái nhà kho đấy, ở đây ghi là xếp kho đấy ạ, để chúng ta có thể để đồ này cho không gian thêm gọn gàng hơn. Hệ thống cửa chính của công trình sử dụng là cửa thép giả vân gỗ, kính an toàn là 8.38. Kích thước ở đây thì sẽ là 27x27, một cái thông số rất là đẹp, nó phù hợp kích thước lỗ ban nhé, để mang được nhiều cái tài lộc và may mắn cho gia chủ. Còn toàn bộ hệ thống cửa sổ của chúng ta được sử dụng với chất liệu là cửa nhôm hệ, kính dày 6.38, và gia chủ cũng rất là cẩn thận khi mà có thiết kế thêm một khung sắt để bảo vệ ở đây. Khung sắt thì sẽ sơn tĩnh điện với màu khung cửa, cách đều nhau 100mm nha. Còn đây sẽ là phần mặt bằng lát sàn này, cho chúng ta thấy được rằng là bên trong căn nhà khu vực nào sử dụng những cái loại gạch nào, rồi là khu vực nào cần phải cắt gạch để tránh hiện trạng là thợ cắt gạch quá nhiều, cắt tràn lan gây tốn kém cho chủ đầu tư. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau đi sang phần đó chính là hồ sơ kết cấu của công trình. Và nhìn vào công trình này ta thấy được rằng là cái giải pháp xử lý nền mà móng ấy sẽ là móng băng bê tông cốt thép kết hợp cùng với lại cọc tre. Còn phần thân thì sẽ là hệ khung dầm bê tông cốt thép. Kết cấu sàn gồm có ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối. Và trong cái bản hồ sơ của chúng tôi thì cũng khá là đầy đủ, như là các chi tiết cốt thép này, chỉ dẫn chung nối cốt thép dầm sàn, rồi là mặt bằng đóng cọc tre này, mặt bằng móng này, mặt bằng định vị của cột, mặt bằng sàn nền, rồi mặt cắt qua cột này, rồi chi tiết cổ cột này, rồi là bảng thống kê cốt thép cho từng phần nhằm định lượng được số lượng cốt thép cần sử dụng cho toàn bộ công trình, tránh phát sinh hay dư thừa số lượng cốt thép gây tốn kém cho chủ đầu tư. Tiếp theo thì sẽ sang hạng mục điện nước. Điện nước là một trong những cái hạng mục rất là quan trọng vì nó sẽ quyết định yếu tố là sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình có thuận tiện hay không. Thì trong phần hồ sơ điện nước của chúng tôi thì cũng khá là đầy đủ, như là mặt bằng chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng bố trí camera, chống sét tiếp điện tầng 1, chống sét phần mái, rồi là sơ đồ nguyên lý cấp điện, hay là bảng thống kê vật tư thiết bị điện. Về phần nước thì sẽ có mặt bằng cấp nước này, mặt bằng thoát nước này, sơ đồ nguyên lý cấp và thoát nước, cũng như là bảng thống kê vật tư thiết bị nước. Và có thể thấy thì cái phần hồ sơ điện nước này là một trong những điều rất là quan trọng và không thể thiếu được trong bộ hồ sơ thiết kế nhà nha quý vị. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình nhà vườn mái Nhật một tầng được thiết kế theo phong cách tân cổ điển để chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình của nhà anh Chính có địa chỉ tại Ninh Bình. Vậy thì nếu mà quý vị nào mà đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì hãy đừng ngần ngại liên hệ ngay các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.